Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard, ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. CEO siêu doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ không hiểu khái niệm vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp. Luật sư Đặng Bá Kỹ nhận định, vì muốn tạo thuận lợi cho công cuộc đại khởi nghiệp mà pháp luật hiện nay quy định rất thoáng cho khâu thành lập doanh nghiệp theo chế độ hậu kiểm thay vì tiền kiểm nên đã tạo ra được những câu chuyện khôi hài với những công ty siêu ảo. Câu chuyện siêu doanh nghiệp có vốn điều lệ tới 500.000 tỷ đồng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là sau bài phát biểu không có tiền, chỉ có chất xám của vị CEO 35 tuổi và những kế hoạch huy động vốn mơ hồ. Liên quan tới vấn đề pháp lý về vốn điều lệ của công ty cổ phần, luật sư Đặng Bá Kỹ, luật sư thành viên công ty luật T&J, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã có bài phân tích các góc cạnh cần phải hiểu rõ khi thành lập doanh nghiệp. Luật sư cho biết để xác định vốn điều lệ của công ty cổ phần thì chúng ta phải phân định hai thời điểm khác nhau. Một là thời điểm tính từ khi đăng ký thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền cho đến hết thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tức là trong vòng 3 tháng đầu tiên kể từ ngày công ty được thành lập. Thứ hai là thời điểm kể từ sau khi công ty được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đạt quá 90 ngày, tức là công ty đã thành lập trên 3 tháng. Nguyên nhân cho việc tại sao lại phải có mốc thời điểm là trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được thành lập và mốc thời điểm sau đó là bởi vì theo luật sư lý giải, vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty thì luật doanh nghiệp không yêu cầu góp vốn ngay, cho nên có thể đăng ký thành lập công ty với vốn điều lệ lên tới hàng vạn, triệu hay tỷ đồng, dù là chưa hề có đồng nào. Chỉ khi nào công ty đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thì kể từ ngày này cho đến hết 90 ngày tiếp theo trong vòng 3 tháng, cổ đông mới bắt buộc phải góp đủ số vốn, tức là thanh toán giá trị cổ phần đã đăng ký mua hay là cam kết góp. Chúng ta hãy cùng đi vào ví dụ như sau để hình dung rõ hơn. A, B, C cùng nhau thỏa thuận thành lập công ty D. Họ xác lập vốn điều lệ công ty là 9 tỷ đồng, mỗi người đóng góp 3 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 7, 2021, họ nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vào thời điểm này thì họ không cần phải chứng minh là mình có tiền. Tiếp tục, giả định ngày 5 tháng 7, 2021, họ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tức là ngày doanh nghiệp được thành lập, thì trong vòng 90 ngày, tức là cho đến hết ngày 5 tháng 10, 2021, thì họ mới bắt buộc phải góp đủ số vốn này. Trên cơ sở đó thì theo quy định của luật, luật sư Kỹ cho rằng vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty. Nghĩa rằng, vốn điều lệ của công ty cổ phần vào thời điểm thành lập chính là vốn mà các cổ đông đã cam kết sẽ góp. Ở đây thì luật sư cho rằng sẽ phải lưu ý thuật ngữ đã được đăng ký mua, đã cam kết sẽ góp, mà không phải là vốn dự kiến sẽ huy động sau khi thành lập. Theo đó thì một khi siêu công ty 500.000 tỷ đã đăng ký thành lập với vốn điều lệ như thế thì có nghĩa rằng các cổ đông sáng lập theo thông tin là 3 người đã đăng ký mua hay là cam kết sẽ góp toàn bộ 500.000 tỷ này và những người này thì buộc phải góp đủ số tiền trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày được thành lập. Ngoài ra thì cũng cần phải hiểu thêm là luật quy định như sau, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp chứ không phải là 20% vốn điều lệ. Do đó mà vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ của công ty, mà không phải là vốn dự kiến huy động hay là một tỷ lệ nào đó. Cho nên, luật sư Kỹ cho rằng, việc ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, cổ đông lớn nhất, đồng thời là người đại diện pháp luật và tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu Auto Investment Group, nói rằng hiện tại không có tiền, nhưng khẳng định không nổ, chất xám và ý tưởng của ông ấy sẽ giúp huy động vốn từ những nguồn khác, chứng tỏ ông không hiểu khái niệm vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp. Sau khi hết thời hạn 90 ngày, thì nếu như cổ đông nào đã đăng ký mua cổ phần, cam kết góp vốn, nhưng đã không thực góp hay là không thanh toán, sẽ không còn là cổ đông của công ty nữa. Người nào góp thanh toán chỉ một phần vốn đã đăng ký cam kết thì chỉ có quyền tương ứng với số tiền thực tế đã góp đó. Trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, tức là sau khi kết thúc 90 ngày, thì công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký lại vốn điều lệ tương ứng với số vốn đã thực góp, cổ phần đã thực thanh toán. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ như sau. A, B, C cùng thỏa thuận thành lập công ty D. Họ xác định vốn điều lệ công ty là 9 tỷ đồng, mỗi người đã góp 3 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 7, 2021, họ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngày doanh nghiệp được thành lập, thì trong vòng 90 ngày, tức là cho đến ngày 5 tháng 10, họ mới bắt buộc phải góp đủ số vốn này. Giả định như là hết ngày 5 tháng 10, 2021 mà mỗi người chỉ góp được 500 triệu đồng, thì công ty sẽ buộc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng xuống con số 1,5 tỷ đồng.
trừ khi là có một người khác xuất hiện và góp đủ 7,5 tỷ đồng còn thiếu thì công ty không phải đăng ký giảm vốn điều lệ nhưng vẫn phải đăng ký biến động về cổ đông sáng lập. Sau khi mà kết thúc các mốc thời hạn bao gồm 90 ngày kể từ khi thành lập để thanh toán, góp đủ vốn và 30 ngày tiếp theo để đăng ký giảm vốn điều lệ nếu như không góp đủ thì kể từ đây, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán, tức là chỉ bao gồm những loại cổ phần đã được cổ đông thanh toán đầy đủ cho công ty. Khác với giai đoạn thành lập là công ty có thể tự khai vốn điều lệ dù chưa có đồng nào thì trong quá trình hoạt động này, việc tăng vốn điều lệ chỉ được tiến hành đăng ký khi mà vốn điều lệ đã thực có tăng lên, tức là có rồi thì mới được đăng ký. Từ phân tích này, luật sư Đặng Bá Kỹ cho thấy siêu công ty 500.000 tỷ có dấu hiệu vi phạm điều cấm của luật khi đã kê khai khống vốn điều lệ. Còn việc các cá nhân không góp đủ thì phải đợi đến khi kết thúc 90 ngày mới khẳng định được. Tuy nhiên, ngay cả khi việc họ không góp đủ vốn như cam kết thì họ cũng không đồng nghĩa với việc cá nhân này sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng mà họ chỉ bị phạt khi không góp đủ số vốn nhưng đã không hề làm thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trong 30 ngày như đã nêu. Có nghĩa rằng nếu như các cá nhân này góp không đủ nhưng đã làm đúng và đủ thủ tục giảm vốn điều lệ thì cũng không bị phạt. Đồng thời luật sư Kỹ cũng chia sẻ thêm rằng có lẽ vì muốn tạo ra thuận lợi cho công cuộc đại khởi nghiệp mà pháp luật hiện hành quy định rất thoáng cho khâu thành lập doanh nghiệp theo chế độ hậu kiểm thay vì tiền kiểm, tức là chỉ tiến hành kiểm tra giám sát sau khi doanh nghiệp đã được thành lập. Nhưng cũng chính vì thế mới có những câu chuyện khôi hài với những siêu công ty ảo như vậy. Luật sư Đặng Bá Kỹ, nội dung được trích dẫn dựa trên sự đồng ý của luật sư. Doanh nghiệp niêm yết Vietnambiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.